Thôi, ở nhà nó có con nhỏ anh, có gì ngồi nói chuyện đàng hoàng. Thế biết con nhỏ anh có to tiếng gì không? Anh không thấy nó khóc nãy giờ. Thế mà thôi. Biết là đánh rồi nhưng mà nó có phải là ấy đâu. Xong rồi. Xong thì anh điên thì mà xong. Con nhá, bảo thằng em nhá. Mày à mày có về đi. Mày. Anh Tùng ơi. Ta đâu có hơn thua ai, sao đời lại cứ oan trai ta như vậy. Hay vì những đồng tiền cùng lời danh làm ta cách xa và thương nhớ. Còn nhá, em về em bảo có nghe mày, anh đến đây nói chuyện này không nhà em. Nó nào nó có nhà ấy. Em bảo về đây anh cứ về đi, có gì tí nữa nó về em gọi cho. Anh cười. Anh bảo bạn đi đây tiếp này. Thôi, ở nhà nó có con nhỏ anh, có gì ngồi nói chuyện đàng hoàng. Thế biết con nhỏ anh có to tiếng gì không? Anh không thấy nó khóc nãy giờ. Thế mà thôi. Biết là đánh rồi nhưng mà nó có phải là ấy đâu. Xong rồi. Xong thì anh điên thì mà xong. Con nhá, bảo thằng em nhá. Mày à mày có về đi. Anh Tùng ơi. 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 Mày bỏ ra. Thôi thôi, thằng kia, hiếu. Mày làm gì đây? Đi nhà mày nhá. Tao nói mày nhá. Đi mày. Sao? Mày làm sao? Mày cầm đi này về. Thôi anh Tùng ơi. Mày đây này, em bố mày đi. Mày đây em bố mày. Thằng kia. Mày đây ra đây. Mày bảo mình mày ra đây đây. Thôi. Mày đây. Mày thích đi nào hả? Mày dây mày anh em bố mày đi. Em bảo là anh ạ. Tao nói nhá. Nói chuyện đàng hoàng tao mày. Thôi. Tao mày coi nhau là anh em nhá. Nhưng mà từ giây phút này nhá. Anh Tùng ơi. Anh Tùng ơi. Thôi. Thôi. Mày mày mày. Thôi bạn đi về đi. Thôi anh. Mày à mày nhá. Thôi đi về đi. Anh Tùng ơi. Mày anh Tùng ngon nữa. Tùng ngon. Này tao bảo đúng qua. Đi. Mày cái gì? Chúng nó là em mình. Đây là mày. Mày đây nói mày chuyện mày nào? Anh ra, anh biết thì mày em biết gì? Để một lúc trông như này anh. Tao cũng coi mày đấy em đấy nhưng mà mày ra đây mày nói chuyện với tao. Hôm nay anh làm như thế không vào được đâu. Anh làm thế à? Đây. Thôi. Mày ra đây nói chuyện với em tao. Bảo là gần nhà nó nói chuyện đàng hoàng là bố mẹ nó còn ở đây mà. Bỏ đây ra. Thằng Chiến. Bỏ ra. Anh đứa. Làm sao? Mày làm gì? Thằng hai. Thôi. Tao bảo mày thua thôi mà. Thằng hai. Thôi, thôi em ơi. Mày. Thôi, đừng. Thôi. Thôi. Đá đây. Đây. Anh Tùng ơi. Mày. Đập chân vào đây. Nào. Thôi. Bỏ ra. Nào. Ôi, Hiếu ơi. Hiếu ơi. Thằng này. Làm sao? Làm sao không? Đá đây! Anh cút mà! Thôi, đi ra đi. Mày làm sao hả? Anh đừng đánh nhau nữa! Cô mày đá đây! Mày à mày! Thôi đúng rồi! Thôi anh ơi! Thôi bạn bỏ cái này ra! Đến lúc em không lại! Thôi anh ơi! Thôi bộ này phải đi! Về đi! Mẹ mày! Còn nghe bước về đây, em gả anh dùng từ nãy rồi, còn không tính bước em vào đây. Bộ này, dở đấy nhỉ? Chó à?
thôi rồi, cố đấy đánh em. Đéo phải thôi. Chân này. Mày đâu về đây? Chân này. Hả? À. Ui, đi ra rửa đi. Đấy. Ra rửa đi. Ra rửa ông cho cái băng gầu vào đi em ơi. Chảy máu. Đi vào bước vào đây. Mày em ơi. Mày về đi còn mẹ mày. Đi đây. Đi đã, ra đi. Đã bước vào đây thì bà đưa ra đây. Chân mày, này. Mày trong kia mày có gì vậy? Chân vào sao ấy? Không sao. Chân này đi. Có việc gì đâu. Rửa đi, việc gì rồi. Anh bảo bước vào đây. Thằng Thanh Quan kia thì em không đánh nhầm. Đi hết trong kia. Hiếu. Hiếu ơi. Bạn Dương ở đây đi chờ tôi vào thôi. Đố cả nhà lắm mà. Thằng kia vào rửa chân đi. Cái gì có anh cùng đến chứ em không đánh nó từ đầu. Máu đầy đây này. Mày không nhìn này. Không, ngồi đợi.